Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình tổ chức khai mạc giải Việt dã thành phố năm 2020 với sự tham gia của 280 vận động viên đến từ 14 xã phường. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã tham gia thi đấu ở hai nội dung, nữ 2 km và nam 3 km. Giải là hoạt động truyền thống nhằm tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao ý thức giữ gìn, rèn luyện thể lực trong cộng đồng. Kết quả, vận động viên Vũ Thị Hoa, phường Phúc Thành giành giải nhất nội dung nữ 2 km. Vận động viên Lê Xuân Hùng, phường Phúc Thành đạt giải nhất nam 3 km. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất nhì ba toàn đoàn cho lần lượt các phường Phúc Thành, Ninh Phong và Ninh Khánh.